like to welcome all of our brothers and sisters to Zangok Pagoda through Master Thich Nhat Hanh. Permission and blessings, we are able to do this program in Zangok Pagoda. Thầy muốn chào đón tất cả các anh chị em đạo hữu quay trở lại, và thầy cũng muốn chân thành cảm ơn Hòa thượng Thích Nhật Từ đã hỗ trợ để cho chương trình Hoằng Pháp có được tổ chức tại chùa Giác Ngộ. Long time ago, once upon a time, when the Shakyamuni Buddha was 35 years old, after Shakyamuni Buddha enlightened in Buddha Gaya, he decided to not to teach for many weeks after the Brahma and the Vishnu offer Dharma Chakra and conch, white conch, to the Buddha, say, you cannot stay quiet. You need to teach a dharma to the beings. Và Đức Phật Thích Ca, tức là khi Ngài hơn 35 tuổi, thời điểm đó thì Ngài đã đạt giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng. Tuy nhiên là Ngài giữ im lặng trong một khoảng thời gian rất dài, cho tới khi mà Đức Phạm Thiền và Đế Thích xuất hiện và dường Đức Phật một bánh xe Pháp Luân và một con ốc tù và thỉnh cầu Đức, xin Đức Phật đừng yên lặng mà hãy dịch chuyển bánh xe giáo Pháp. After Buddha Shakyamuni gave the first teaching in Varanasi, a forest of deer park, the first beginning disciple is only 5 people. Và thời điểm đầu tiên khi Đức Phật ban giáo pháp lần đầu tiên, đó chính là tại vườn Lộc Uyển ở Varanasi, và những người lắng nghe đó là 5 đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Likewise, beginning when many years back, 7-8 years back, when I come first time to Vietnam, so our Trukula, Truku Mingwar, visit Vietnam through connection Kathy. Then after this, then I came to Vietnam. Và lần đầu thầy tới Việt Nam là khoảng 7 hoặc là 8 năm trước, tức là thời điểm đó chính là do Tuku Mikma Sharing ở đây đã có kết nối với một đạo hữu là chị Kathy. Và được sự thỉnh mời thì Rinpoche đã tới Việt Nam lần đầu tiên. So then I have student name is Kola, and her, through her I met many students in Hanoi. Sau đó thì thầy đã gặp một đệ tử tên chị tên hiệu là Kola, thì chị đã qua chị mà Rinpoche đã gặp được rất nhiều các đệ tử từ Hà Nội. This time here, our Kathy, our Hanoi Sangha, Ho Chi Minh Sangha, Chin, Jenny, and all the volunteers work so hard. Now I'm able to teach here. Nhờ sự hỗ trợ của rất nhiều người, trong đó có chị Kathy, trong đó có các đạo hữu ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh, các đệ tử như là bạn Chin, bạn Jenny, và cùng sự nỗ lực của các tình nguyện viên mà thầy đã có được cơ hội giảng pháp ngày hôm nay. Why I say this? Because everything comes with a lot of condition together. Thầy nói điều này bởi vì điều gì xảy ra cũng cần rất là nhiều duyên để có thể xảy ra được.
all the condition come together with the aspiration. Tất cả những cái duyên nó hợp lại được với nhau đó chính là do những cái ước nguyện của chúng ta. So we should not forget. Do vậy mà chúng ta không nên lãng quên điều này. When we forget, that means we not knowingly taking advantage. Chúng ta lãng quên điều này tức là chúng ta bỏ qua cái cơ hội để mà chúng ta, tức là chúng ta không biết tận dụng cơ hội. Not knowingly taking advantage, but not knowingly taking advantage. Tức là chúng ta không phải chúng ta không biết đến cơ hội mà là chúng ta không biết tận dụng cơ hội. So I'm going to begin to teach now. Và bây giờ thầy sẽ bắt đầu bài giảng. Yesterday I said all of us we want happiness. Như hôm qua thầy có nói rằng tất cả chúng ta ở đây đều mong cầu hạnh phúc. But just happiness is not enough. Nhưng chỉ hạnh phúc không thì không đủ. Must have kind heart. Mà chúng ta phải có một trái tim thiện lành. Kind heart is not enough. Nhưng ngay cả trái tim thiện lành thì vẫn chưa đủ. You must need to do some practice. Mà chúng ta phải bước vào tu tập. Just doing some practice is not enough. Mà chúng ta chỉ tu vài pháp thôi thì cũng chưa đủ. You must have trust to the Buddha. Mà chúng ta phải có niềm tin nơi Đức Phật. This is the very important to remember. Đây là điều rất quan trọng mà mọi người phải ghi nhớ. Yesterday I said many of us we do some practice. Or some of you want to practice. Some of you don't do practice, but I want to hear. Many of you already doing something. Ở trong chúng ta ở đây thì có một số người đã bước vào tu tập. Một số người thì muốn tu tập. Một số người chỉ đến để lắng nghe giáo pháp thôi còn chưa tu tập. Và cũng có một số người thì đã thực hành rất là nhiều. So, very important to have nice ground, nice soil. Cho nên là điều quan trọng là chúng ta phải có một nền tảng, một mảnh đất màu mỡ. Many of us, we doing something, but we don't create good base. Ở đây thì có một số người thì đã thực hành một chút, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa có được một cái nền tảng tốt đẹp. So, what is the base? Vậy thì cái nền tảng tốt đẹp là gì? The base is all of our nature. Nature of our body, nature or essence of our speech, nature or nature of our mind is pure. Đó chính là tự tính tâm của ta là thanh tịnh. Tự tính tâm hay là cái thể tính về thân, về ngữ, về tâm của chúng ta là thanh tịnh. What does mean pure? Vậy thì thanh tịnh nghĩa là gì? Pure meaning don't have anger. Thanh tịnh nghĩa là không có sân. Don't have jealousy. Không có sự đố kỵ. Don't have fear. Không có sợ hãi. Don't have depression. Không có sự trầm cảm. Don't have loneliness. Không có sự cô đơn. Don't have hate. Không có sự thù ghét. So I can say so many things. Our nature is never touched and corrupted by that. Do vậy mà cái tự tính tâm của chúng ta không bao giờ bị uế nhiễm bởi những cái yếu tố này. So we use Buddhist Dharma, we use a word. Do vậy mà giáo pháp của Đức Phật dùng một cái khái niệm. The word we say, Buddha. Và cái khái niệm này đó chính là Phật. So for us, Buddha
is always look at the image. Với phần lớn chúng ta khi nói đến Phật là chúng ta hay quan sát cái hình tướng của Đức Phật. Now what I try to explain is what the image meaning. What is the meaning of the image? I explain to you that. Và thầy đang giải thích cho mọi người ý nghĩa của cái hình tướng này. So like me this morning I meditate. This morning you I meditate. Và sáng nay trong lúc thầy hành thiền. Before I meditate, nature of mind, nature of all being is Buddha repeating. Nature of mind, nature of all the being is Buddha. Nature of mind, nature of all the being is pure. So, reminding. Do vậy mà trước khi thầy hành thiền, thầy nhắm mắt lại, thầy tự nhắc nhở bản thân mình là tự tính tâm là thanh tịnh, tự tính của tất thảy chúng sinh là thanh tịnh. Thầy cứ nhắc đi nhắc lại như vậy. Once upon a time, there was an old lady in the Buddha's time. Old lady have so much faith to the Buddha. She hear so many things about Buddha, Shakyamuni. But she have no much wealth to invite Buddha. But she want to invite. So one day she stand up early morning, burn the incense and bow to the direction that she think Buddha is Shakyamuni is there and say, Buddha, I really like to see you and offer food. And one day Buddha sitting like this in the morning with all thousands of sanghas. Buddha said, okay, we need to go now. Ngày trước thì có một ngày xưa thì có một lần là có một người phụ nữ già, tức là bà được nghe rất nhiều điều tốt đẹp về Đức Phật và có một cái lòng kính trọng về tới Đức Phật, nhưng mà bà không biết cách nào để thỉnh mời được Đức Phật cả, bởi vì là bà cũng không có phương tiện hay là vật chất để bà thỉnh mời, cho nên là với cái lòng thành thì một ngày bà mới đốt một chút trầm và bà ấy hướng về cái hướng mà bà ấy nghĩ rằng là Đức Phật sẽ tới từ đó, và bà ấy đảnh lễ và bà thầm nguyện rằng là thỉnh mời Đức Phật tới. Thì trong lúc đó thì Đức Phật đang ở một nơi rất là xa, thì lúc đó xung quanh Ngài là cả nghìn tăng chúng đang ở đó. Thì đột nhiên thì Đức Phật nói rằng bây giờ chúng ta phải đi. When the Buddha is coming, the moment the precious Buddha's feet touch in the beginning of the village, all the village people, people who don't have eye, people who have sick, not happy, underground, straight underground, all the hell beings who suffering, fire. The moment Buddha foot touch in the beginning of the village gate, everything's, all the pain disappear, eye open up, everything change. Vào cái thời điểm mà Đức Phật vừa tới đến cổng làng thôi là một sự là một điều kỳ diệu diễn ra, tức là ở trong làng đó chẳng hạn tất cả những người mù thì chỉ cần là Ngài đặt chân vào cổng làng thôi là những người mù sáng mắt ra, những người bệnh khỏi bệnh, và ngay cả những chúng sinh ở dưới địa ngục là đang chịu khổ đau thì cũng được giải thoát. So why is it possible that Buddha feet touching the ground, that so many people have no pain? Why? Vậy thì làm sao mà chỉ một cái việc mà Đức Phật đặt chân tới thôi mà các chúng sinh đều được lợi lạc như vậy? Because through the Buddha's blessing, the Buddha's presence, the presence, all the being nature shine out. All the negativity mind disappear. That's why we say blessings. Because of through the Buddha's touch, but your nature shine. Mọi chúng sinh được lợi lạc như vậy, đó chính là sự gia trì của Đức Phật
chỉ cần cái sự hiện diện của Ngài ở đó thôi là cái tự tính tâm của chúng sinh tỏa sáng. Chỉ một cái việc Ngài chạm chân tới thôi là toàn bộ tự tính của bất cứ chúng sinh nào ở đó cũng tỏa sáng. Đó chính là sự gia trì của Đức Phật. So, before mantra, before praying sutra, before praying to Amitabha, before doing meditation, you must remind, nature of mind, nature of all being is pure, nature of mind, nature is pure. Then, pure means what? Need to write down, look at the pure meaning. No anger, no jealousy, no bad karma, no suffering, no ego clinging. Nature is never touched by that. That means pure. That pure, we give a name, Buddha. Do vậy mà trước khi chúng ta chỉ tụng minh chú, hay trước khi chúng ta học hỏi kinh văn, hay trước khi chúng ta cầu nguyện đến Đức A-di-đà, hay là hành thiền, thì chúng ta luôn phải nhắc nhở bản thân rằng tự tính của tâm là thanh tịnh, tự tính của chúng sinh là thanh tịnh. Và chúng ta phải viết lại rằng là cái sự thanh tịnh ở đây là gì? Cái sự thanh tịnh ở đây chính là tâm chúng ta không bị uế nhiễm bởi các những điều tiêu cực, chẳng hạn như là sân hận hay những nghiệp tiêu cực, và đặc biệt là cái sự chấp ngã. Và khi chúng ta không có những cái uế nhiễm này thì tâm chúng ta thanh tịnh, và đó chính là Phật. So that is what I said yesterday, first one. Và đó là những gì hôm qua Thầy đã dạy ở cái điểm đầu tiên. I want to remind you again, happiness, it's okay to look for happiness. Nothing wrong with that, to be Buddhist. Do vậy mà Thầy muốn nhắc nhở lại với mọi người điều đó. Và đối với một Phật tử, việc mong cầu hạnh phúc không có gì là sai cả. But it's not enough. Nhưng đó là chưa đủ. When you don't have the happiness, you want to happiness. But when you have happiness, you feel something is empty inside. That moment, you need to think, I'm missing something. What? I tell you. Kind mind. Và ví dụ là khi chúng ta không có hạnh phúc thì chúng ta đi mong cầu hạnh phúc. Và khi chúng ta có hạnh phúc rồi thì chúng ta lại muốn điều khác. Tức là trong tâm chúng ta luôn thấy rằng mình thiếu một cái gì đó. Và cái điều chúng ta thiếu ở đây đó chính là một tấm lòng từ ái. Kind mind is enough? No. You need to do some practice. Vậy thì cái tâm từ ái là đủ chưa? Whatever practice you do. Chúng ta cần phải thực hành bất cứ một pháp nào. But that is enough? No. Vậy nó đủ chưa? Vẫn chưa. So many of us, we practice. Still, something is missing. Some part is missing. Một số trong chúng ta đã thực hành, tuy nhiên bản thân chúng ta vẫn thấy mình đang thiếu sót một điều gì đó. Especially people who read a lot of books and Western educated. Đặc biệt là những người đọc nhiều sách hay là những người đã trải qua những nền giáo dục ở phương Tây. Something missing in your heart. Một chút gì đó thiếu sót trong tim mình. In your head, you deny. No, 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 no. Mặc dù trong đầu bạn cứ từ chối rằng không, không có gì cả. But here, you know something missing. Nhưng mà trong tim bạn thì bạn cảm thấy bạn thiếu điều gì đó. That is a trust. Đó chính là sự tin tưởng. Trust to what? Sự tin tưởng hay đức tin này là gì? Trust a Buddha. Đó chính là sự tin tưởng. What Đức Phật. Does mean of that? Và nó nghĩa là gì? Nature of mind, nature of all is pure. Tự tính tâm của ta hay là tự tính của toàn bộ chúng sinh đều thanh tịnh. But who taught us this? Ai dạy chúng ta? Buddha Shakyamuni. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy. So naturally you trust Shakyamuni. Do vậy mà chúng ta cần một cái đức tin tự nhiên vào Đức Phật. Okay, so this keep in mind.
Vậy nên hãy lưu ý điều này. Especially when you meet your friends, family members, your children, your grandchildren, slowly with the tea, coffee, and you talk. Don't hold your hand, say, okay, go to temple, pray now, then children don't do. Just have a tea, coffee. Are you happy? No? Oh, okay, okay. Like that, you know. Very simple talking. Do vậy mà chúng ta chẳng hạn, chúng ta gặp những người thân, những bạn bè, những người trong gia đình, con cháu trong nhà chẳng hạn. Thế là chúng ta chia sẻ, tức là chúng ta chia sẻ về một cách rất là nhẹ nhàng thôi. Chẳng hạn chúng ta ngồi uống trà, uống cà phê với nhau. Chúng ta nói chuyện, chúng ta hỏi han. Chứ chúng ta không phải là ép, lôi kéo, ép buộc con cháu mình phải đi đến chùa để mà nghe pháp chẳng hạn. Chúng ta cứ đơn giản, chúng ta ngồi, chúng ta chia sẻ, chúng ta hỏi rằng con có vui không, con có hạnh phúc không, chẳng hạn những điều như vậy. When you have 100% trust to Buddha, especially Amitabha Buddha, 100% you go to Amitabha land, no doubt. Khi chúng ta có một niềm tin 100% vào Đức Phật A Di Đà thì 100% là chúng ta sẽ tới được cực lạc, cõi cực lạc của Ngài. I give you example. Thầy cho mọi người một ví dụ. In Vietnam, tại you Việt have Nam, money in your pocket. Chúng ta chẳng hạn chúng ta có tiền ở trong túi. But you buy insurance too. Và các bạn mua bảo hiểm. So when you have no money, you can use insurance. Để đến khi mà chúng ta không có tiền thì chúng ta dùng được bảo hiểm. So Amitabha Buddha is insurance. Do vậy mà Đức Phật A Di Đà chính là sự bảo hiểm của các bạn. So anybody do practice, whatever practice you do, you must have include trust Amitabha. Do vậy mà bất cứ cái pháp nào mà các bạn thực hành thì các bạn phải có niềm tin vào Đức A Di Đà. Long time ago, ngày xưa, I met a Malaysian Chinese. Thầy có gặp một Phật tử người Mã Lai, người Hoa, người Mã Lai gốc Hoa. A woman. Một người phụ nữ. Who don't trust, no believe Amitabha and Amitabha Pure Land. Và bà ấy không có niềm tin vào Đức Phật A Di Đà hay là cõi cực lạc của Ngài. But her grandfather only pray Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha. Và ông của người phụ nữ đó thì vẫn luôn trì tụng là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. When the grandfather died, và khi ông của người phụ nữ này qua đời, for 3 days, she told me, very nice smell in the house. 3 days, very nice smell. She checked every room where the smell coming from. She didn't know where they coming from. But the smell stayed for 3 to 4 days. Then disappeared. And she says, Sifu, what does mean of that? Then I said, your grandfather in Amitabha land. Amitabha land, grandfather sent some smell down. Say, I'm in Amitabha, stupid you. So that means you're stupid and your grandfather is smart. And still you're stupid. Oh, that is the how stupid you are. So, when you ask me, Sifu, you meditate? Yes. You meditate emptiness? No I, meditation? I, yes. Do you supplicate to Amitabha land to go? I say, yes. Why? Simple, insurance. My meditation didn't work for me, I have Amitabha. Meaning meditation not working for me, when I die, not die, then Amitabha, I go. Now you don't have Amitabha, don't have meditation. How poor you are. Think like this. Then you understand. Và khi ông của người phụ nữ này qua đời thì người phụ nữ này có gặp sư phụ và kể với sư phụ là 3 hay 4 ngày liên tiếp là trong nhà có một cái mùi hương rất là dễ chịu, một cái mùi hương mà
bà này bà đi khắp quanh nhà, khắp các phòng bà tìm mà bà không biết được cái mùi này ở đâu, mà không biết nó xuất phát ở đâu, thì bà mới gặp Rinpoche và bà hỏi là tại sao lại có cái hiện tượng nó xảy ra. Thì Rinpoche bảo đơn giản thôi, bởi vì là ông của cô ấy là tin vào Đức A Di Đà và hiện thì đang ở cõi tịnh độ của Đức A Di Đà, và giống như là ông gửi xuống một cái lời nhắn thôi là ông đã ở cõi tịnh độ và cô ngu ngốc như thế nào. Do vậy mà và người phụ nữ hỏi rằng là thế vậy thì thầy có thiền không? Thầy bảo thiền về tánh không, không về sự vô ngã không? Thầy bảo có thực hành, có gọi là trì tụng đến Đức Phật A Di Đà không? Thầy bảo có. Thì người phụ nữ hỏi tại sao? Bởi vì thầy nói rằng là đó chính là cái sự bảo hiểm của thầy. Nếu mà cái pháp thiền của nó không hỗ trợ được cho thầy nhiều thì chỉ cần trì tụng đến Đức Phật A Di Đà là thăng một lần, là đi thẳng lên cõi tịnh độ. Thế cho nên là còn cô không hành thiền, cô cũng chẳng có niềm tin đến Đức Phật A Di Đà, để cô thật là nghèo túng. Now, second most important, how to train kind mind. Và tiếp theo là làm sao để chúng ta rèn luyện được một tấm lòng từ ái hay một trái tim từ ái. I realize when I meet people actually very nice. Thầy nói rằng thầy thấy người Việt Nam chúng ta rất là tốt bụng. Kind. Rất là từ ái. Polite. Lịch sự. Hard working. Chăm chỉ. But you need to improve one thing. Nhưng có một điều chúng ta cần phải trau dồi. Need to maintain the practice, not jumping too much. Chúng ta luôn phải duy trì thực hành mà không có, tức là nhảy từ pháp này sang pháp khác, ngó nghiêng khắp nơi. Why you jumping? Because you're smart. Chúng ta nhảy nhót như vậy bởi vì chúng ta thông minh. But experientially, you're stupid. Nhưng mà về mặt trải nghiệm thì chúng ta thật là ngu ngốc. So I am like that. I was like that. Bởi vì chính bản thân thầy cũng từng như vậy. Something, 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 wow. Something, 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 wow. Something, something, wow. But when it comes to practice, zero. I'm like this before. Bởi vì chúng ta giống như kiểu là thấy một cái gì hay, wow, cái này hay thế, wow, cái kia hay thế. Tức là chúng ta cứ nhảy đi, nhảy lại giữa những... Trong khi đấy là cái trải nghiệm thực hành của chúng ta nó là bằng không. Thầy cũng đã từng như vậy. Now you're getting better. Thầy có nói bây giờ em bắt đầu mới dịch mới tốt hơn được một chút. So now me, I practice one few things, everything same. Then open up. The key of the wisdom, the understanding in your heart. Và thầy cố gắng thầy duy trì thực hành đều đặn, và dần dần thì như kiểu là tâm thức của thầy mở ra và thầy có thể thấy được chìa khóa của trí huệ. So I practice this way. I practice bodhicitta, I practice mahakaruna. Don't use this big word. Just leave it out first. Just go to simple one. I use my hand because I realize human being, my body is very important. So I use my hand. I put hand all out. I wish all being happiness, all being free from suffering, all being happiness, all being free from suffering, all being happiness, all being free from suffering. So when you do this, slowly, you focus down to, you feel your heart. Go into your heart, sincerely from your heart, you do. All being happiness, all being free from suffering. I don't want benefit. I don't want accumulation merit. I don't need anything. Just that moment I practice. That moment when you don't want, that moment is the most genuine,
most clean, pure experience you never experienced before. Now that you can call unconditional. When you experience this, completely different. Cho nên là khi mới thực hành, mọi người đừng dùng những cái ngôn từ gọi là quá to lớn, chẳng hạn như là tôi đang thực hành về Bồ Đề Tâm hay tôi đang thực hành về lòng đại bi. Hãy chân thành thực hành một cách rất là đơn giản thôi. Tất cả những cái pháp thực hành của chúng ta chỉ thực hành đơn giản thôi. Như thầy thấy rằng bởi vì là thân thể chúng ta rất là quan trọng, nên là thầy chỉ lại cái pháp như hôm qua mọi người đã thấy là khi chúng ta hít thở thì tay thầy vươn ra nguyện cho chúng sinh được hạnh phúc, và khi tay co lại là nguyện cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Tức là chúng ta hoàn toàn tập trung vào và để cảm nhận được chính trong trái tim mình một cách chân thành. Lúc đó thì chúng ta không có bất cứ kỳ vọng gì về những cái lợi ích cho bản thân, không có bất cứ một cái kỳ vọng gì về cái việc là chúng ta đang tích tập công đức hay không. Chúng ta cứ chỉ chân thành thực hành thôi. Và trong cái khoảnh khắc chúng ta thực hành như vậy thì chúng ta, đó mới gọi là những cái thực hành chân thành của bản thân mình, không có bất cứ một điều kiện nào. Đó là những cái cảm giác mà trước đây chúng ta chưa có bao giờ. Do vậy mà chúng ta hãy thực hành như vậy để có được cái trải nghiệm là chúng ta có cái sự từ ái vô điều kiện. Mọi người quan sát thầy dùng tay thầy thực hành. Nguyện cho chúng sinh được hạnh phúc. Nguyện cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Nguyện cho chúng sinh đạt được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. Nguyện cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau và những nguyên nhân của khổ đau. Nguyện cho chúng sinh đạt được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. Nguyện cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Thoát khỏi khổ đau. Thoát khúc khổ đau. Put yourself other people's place. Và tiếp theo là chúng ta đặt mình vào vị trí của người khác. This trip in Hanoi, every morning I walk out 2 hours. I walk this leg, that leg, walk. I look what Vietnamese people eat, what Vietnamese people drink. They drink pho, many people drink pho, green tea, some coffee, then some people bun. Banh mi, I see very few, not many. Many, mostly noodle I see in Hanoi. And drinking green tea, talking, and I see smoking. Then I ask, how much? I check, I go, I walk, I look. Now I got some sense of enemy. Before, airport, hotel, teaching, hotel, teaching, hotel, airport, bye-bye. I don't know what is Vietnamese, you know? And they took me always the good restaurant. That is not the Vietnamese people eat all the time. I want to know what is Vietnamese. And then I understood. Tức là trước khi thầy vào đây thì thầy có ở Hà Nội một thời gian ngắn, thì mỗi buổi sáng thầy dành ra khoảng 2 giờ thầy đi bộ khắp nơi, từ hồ này sang hồ kia, tức là thầy quan sát cái cách sống của người Việt. Thầy có thể thấy được rằng buổi sáng ra người thì ăn phở, người thì ăn bánh mì, xong rồi uống cà phê, uống trà. Và thầy đi thầy quan sát, rồi đôi lúc thầy hỏi người này là giá là bao nhiêu, giá cái kia là bao nhiêu chẳng hạn như vậy. Và thầy bảo rằng ít ra qua cái thời gian đấy thầy có được một chút hiểu biết về người Việt. Còn trước đây, bởi vì là thầy sang cái là từ sân bay vào thẳng khách sạn, vào khách sạn đi dậy xong về nhà hàng, xong lại đi dậy xong lại về khách sạn, cứ như cái một cái chu trình như thế, xong lại bye bye chào mọi người và đi. Thế cho nên là thầy bảo là cả cái chu trình như vậy thầy không thực sự được biết người Việt như nào. Ngay cả ăn nhà hàng là cũng những ăn nhà hàng ngon chẳng hạn thì không hiểu được cái ẩm thực thực sự của người Việt ra làm sao.
Thì cái những thời gian vừa rồi thầy ở Hà Nội, thầy hiểu được phần nào hơn về người Việt Nam? So our nature is pure. It's what I said yesterday. I just repeat today. How to practice kind. Và thầy nhắc lại những cái điểm hôm qua thầy đã dạy mọi người. Thứ nhất là mọi người luôn nhắc nhở bản thân rằng tự tính của tâm và chúng sinh là thanh tịnh. Và thứ hai là chúng ta thực hành về cái lòng từ ái. Happiness, very important. Niềm hạnh phúc là một điều rất quan trọng. Not enough. Nhưng vẫn chưa đủ. Kind. Sự từ ái. Kind, not enough. Vẫn chưa đủ. Must practice. Mà chúng ta phải thực hành. Practice not enough. Mà thực hành thì cũng vẫn chưa đủ. Must have trust. Mà chúng ta phải có đức tin. To the Buddha. Đối với Đức Phật. Now, I said yesterday, I'm going to repeat again one thing. Và hôm qua thầy đã dạy rồi, nhưng hôm nay thầy muốn nhắc lại một lần nữa. I try to teach really how best I can. Thầy cố gắng dạy một cách tốt nhất có thể. But still student not getting. Nhưng vẫn nhiều học sinh vẫn không hiểu được. You know why? Mọi người biết tại sao không ạ? Because your heart and your mind in not sink in with the teaching. Bởi vì trái tim và khối óc của mọi người không hòa được vào với giáo pháp. For example, ví dụ, you want to listen teaching, you say, I want to know the Dharma in your heart. I want to know the Dharma correctly. What is the real Dharma I want to know? I really want to know the real Dharma. You know, you need to repeat in your heart, I want to know the real Dharma. Many of people, they just come, whatever in their heart, not sink in what they're looking for. And when they hear the teaching, you cannot grasp the key. That's why yesterday and today, again I'm repeating, this is key, this is key, this is key, this is key. This is you must do, like that. But you need to have the heart. Say, I want to know the true Dharma. Then you slowly, you download. Download is good. You understand? Your computer have your software, and your software have some virus. All of your software have virus. So first, virus need to clean. Yeah? Then I download easy. Do vậy mà khi chúng ta lắng nghe giáo pháp, tức là từ trong đáy lòng bản thân mình, chúng ta phải luôn ước nguyện rằng là con muốn được lắng nghe chánh pháp, muốn được lắng nghe giáo pháp thực thụ. Chúng ta luôn phải nhắc nhở bản thân mình như vậy, tức là bởi vì là nếu không thì chúng ta đến đây chúng ta lắng nghe giáo pháp nhưng mà cái tâm mình nó không hòa vào được với giáo pháp, thì kể cả mình nghe thì chúng ta cũng không lãnh hội được tất cả những cái điểm gọi là trọng yếu trong giáo pháp. Do vậy nếu mà chúng ta cứ phải nhắc nhở bản thân mình dần dần để mà mình có thể nắm được cái điểm mấu chốt của giáo pháp. Thầy nói là giống như là cơ thể chúng ta giống như là một cái máy tính, chúng ta cái đang bị virus, chúng ta vẫn không gọi là tải về được những cái thông tin của giáo pháp. Do vậy chúng ta phải diệt virus, rồi sau đó chúng ta có thể tải được những cái thông tin về chánh pháp đích thực. Before we do session, we have our body. We need to clean our body. Trước khi chúng ta bước vào thời khóa thì chúng ta phải tịnh hóa thân thể mình. Our body have come to five elements. Thân thể chúng ta được cấu thành bởi ngũ đại, năm nguyên tố. Earth, đất hay là địa. Water, nước hay là thủy. Wind, gió hay là phong. Fire, lửa hay là hỏa. Space, không gian ấy. Five element, ngũ đại năm nguyên tố. Our flesh, bone, xương và thịt của chúng ta. Earth,
chính là nguyên tố đất. Blood, water, what? Water. Máu và dịch trong cơ thể nó chính là nước. The movement, the breathing, it's all wind. Cái sự tuần hoàn hay là hơi thở của chúng ta đó chính là gió. Heat is fire. Cái hơi nóng đó chính là nguyên tố lửa. The mind is the space. Và tâm của chúng ta đó chính là nguyên tố không gian. So, all my sifu, they teach me, before you pray, before you meditate, you must clean your body. Do vậy mà tất cả các bổn sư của Thầy đều dạy rằng trước khi Thầy bước vào chẳng hạn như là hành thiền, thì là cái việc đầu tiên chính là tịnh hóa cơ thể. Yesterday, I said, you have very expensive fur. Huh? You pay 1 million dong. So expensive. But you don't eat, you put there. Sometimes you smell, but you don't eat. It's the same thing that I work so hard, put so much effort to listen from my Sifu. Not Sifu come to me. I went to see Sifu to learn. Now for you, I come to you and teach. Like I bring the expensive fur and give to you. Now what you do, you just take and look very nice. Meaning, you're not enjoying, you're not eating. So it's very wasted. Thầy lấy một cái ví dụ được giống như là một cái, như hôm qua mọi người đã nhớ là một cái, chúng ta có một tô phở rất là ngon. Cái tô phở này là cái ý nghĩa là việc là chúng ta dành rất nhiều thời gian để lắng nghe giáo pháp. Tức là chúng ta không phải là thầy đến chúng ta mà chúng ta đến tận nơi để chúng ta lắng nghe giáo pháp. Thì thầy ví nó giống như là một cái tô phở ngon nhưng mà chúng ta không thực hành thì giống như là chúng ta không ăn. Mà có thể chúng ta để trước mặt chúng ta hít hà phở ngon quá nhưng mà vẫn không ăn. Và như mọi người thấy đây, thầy đến tận nơi đây, thầy chỉ cho mọi người giáo pháp như thế này thì không khác gì thầy mang một tô phở đắt tiền đến trước mặt cho mọi người, mời mọi người ăn. Nhưng mà nếu mọi người không thực hành giống như mọi người là không ăn thì thật là lãng phí. Và chúng ta thực hành bằng cách hít vào, quán tưởng là hít 5 nguyên tố. Mọi người quan sát thầy ạ. Và quan sát, tức là khi mà cái cử chỉ của tay thầy giống như là luồng khí. Bởi vì là thầy dùng tay để mà mọi người có thể hiểu được, chứ bình thường thầy hít vào mọi người sẽ không nhìn được. Hít vào, khí đi xuống dưới. Ngón tay mọi người bịt lỗ mũi bên phải. Đẩy uế khí ra qua lỗ mũi bên trái. Chúng ta rồi lại hít vào. Hít xuống đan điền. Và lặp lại hành vi dùng tay bịt lỗ mũi. Và đẩy uế khí qua lỗ mũi còn lại. Và sau 3 hơi thở, chúng ta đổi lỗ mũi sang bên kia.
Và sau 3 hơi tiếp theo thì chúng ta không bịt lỗ mũi nữa và thở qua 2 lỗ mũi. This is how you clean. Đó là cách mà chúng ta thanh tẩy cơ thể. So when you breathe in, you're breathing in the essence of 5 elements. Khi hít vào là chúng ta hít vào toàn bộ tinh túy của 5 nguyên tố. When exhale, breathe out all your sickness, pain, suffering, emotion, all out. Khi chúng ta thở ra là mọi những cái bệnh tật, mọi phiền não, mọi che chướng của chúng ta được đẩy ra ngoài. So that is the what you need to sink in your mind with your breath. Đó là cách mà chúng ta tích hợp cái tâm của mình với hơi thở của mình. So you use your body. Và chúng ta sử dụng thân thể mình. You use your breath. Chúng ta sử dụng hơi thở của mình. And you use your mind. Three together. Và tâm, ba yếu tố này kết hợp với nhau. Why, Sifu? One, two, three. Why? Và chúng ta hỏi là dạ thấy tại sao lại lỗ mũi bên phải rồi bên trái rồi hai lỗ mũi? Our body, our backbone. Front of the backbone, tức là trong cơ thể chúng ta, tức là ở cái xương sống trong cơ thể chúng ta ở trước xương sống. Our front of the backbone, we call central channel. It's one most important channel from the backbone, from here all the way down. Trong cơ thể chúng ta, phía trước cái xương sống chúng ta sẽ là một cái kinh mạch hay là sạn đạo trung ương kéo xuống phần dưới rốn. So our backbone, chẳng hạn như là thầy có nói là ví dụ như là cái micro này là xương sống của chúng ta thì cái kinh mạch trung ương nó nằm phía trước. Then the two channel, right channel and the left channel. Ngoài ra chúng ta có thêm hai kinh mạch nữa là bên trái và bên phải. Và nó kết thúc ở hai lỗ mũi. Thầy đang cố gắng mô tả cho mọi người là cái hai kinh mạch nó chạy như thế nào, hai kinh mạch phụ. Tức là từ hai lỗ mũi, hai kinh mạch nó chạy xuống dưới phần đan điền cách rốn khoảng 3 đốt ngón tay, 4 đốt ngón tay ấy, và nó vòng lên. Và nó nối lại với nhau. This is the main pipe. Đó là những kinh mạch trung ương, kinh mạch chính. It's not like a blood vessel. It's not a blood vessel. Đó không phải là mạch máu như mọi người nghĩ. It's the like a, you can say like a energy channel. Đó là các kênh về năng lượng. So when you our mind, our body is a right channel. Connect. Our speech is a left channel connect. Our mind is a central channel connect. Thân của chúng ta kết nối với kinh mạch phía bên phải. Ngữ của chúng ta, tức là lời nói của chúng ta kết hợp với kinh mạch phía bên trái và tâm của chúng ta kết hợp với kinh mạch trung ương. So that's why we breathe in and we exhale. Đó là lý do tại sao chúng ta thực hành thanh tịnh hơi thở ra vào. So I give you very simple instruction. Thầy đang chỉ cho mọi người một cái chỉ dẫn rất là đơn giản thôi.
So this is what I said until yesterday. Và đó là những gì thầy dạy trong bài giảng ngày hôm qua. Yeah. Today after the break. Hôm nay sau cái phần nghỉ giải lao, I'm going to teach you the posture of correct posture of the body. Thầy sẽ dạy cho mọi người chúng ta cách tư thế ngồi thiền đúng. Then I'm going to teach you one important meditation that I learned from my sifu. Và thầy sẽ dạy cho mọi người một pháp thiền mà được chính bổn sư chỉ dạy. So this is after the break. Sau giờ nghỉ giải lao. So we're going to break 20 minutes from now. 20 phút ạ, chúng ta nghỉ giải lao 20 phút từ bây giờ. So we need to do some chanting, not finished yet. Chúng ta phải trì tụng trước khi chúng ta kết thúc phần đầu bài giảng. Page 20. Trang 20 ạ. Page 20. Trang 20 ạ. Nguyện nhờ công đức này tất thảy chứng đạt sự toàn giác, điều phục được mọi tà hạnh hay kẻ thù, nguyện tất thảy vượt thoát khỏi đại dương luân hồi, nơi những con sóng dữ của sinh lão bệnh tử. Page 18. Dạ, trang 18 ạ. Mặt đất được ướp nước thơm và rải muôn hoa, trang hoàng bởi núi Tu Di bốn châu lục cùng nhật nguyệt. Quán tưởng tất cả là cõi giới chư Phật, con cúng dường tịnh thổ để chúng thinh cùng thọ nhận. Idam Ratna Mandela Kamri Mi. Hoi zem je nam je zamba dan lo ye je da je darava che jon da mon de ba ye che je go lo gor do so. Dựa trên những thệ nguyện khác nhau với muôn dạng căn tính mà chúng sinh sở hữu, chúng con khẩn cầu Ngài xoay chuyển pháp luân của cả ba nhân thừa giáo pháp. Sorry for we have very beautiful ground. Và chúng ta có một nền tảng rất là tốt. But we need to have very good soil. Nhưng mà cái nền tảng của ta, cái đất nó phải màu mỡ. The soil, the ground is nature is pure. Cái nền tảng, cái đất màu mỡ này nó chính là cái tự tính tâm thanh tịnh của chúng ta. Because of we forgot the nature, we did not so recognize the nature. That's why we have these emotions and feelings. Bởi vì chúng ta đã lãng quên, chúng ta đã không nhận ra được cái tự tính này, cái nền tảng này, mà chúng ta khởi sinh những cái cảm xúc, những cái cảm giác của bản thân mình. So, what is the good soil? Vậy thì cái nền tảng tốt đẹp này là gì? The soil is the kind that I mentioned to you.
Thì cái đất màu mỡ này nó chính là cái sự từ ái, cái tấm lòng từ ái của chúng ta mà như thầy đã chỉ cho mọi người. Without the kind mind practice, khi chúng ta không có được cái tâm từ ái này, our heart is not open, thì trái tim chúng ta sẽ không mở ra. Not unconditional feeling, chúng ta không có được cái sự từ ái mà vô điều kiện. Many of our meditation becomes self-improvement exercise. Thì mọi cái pháp hành thiền của chúng ta là chỉ để chúng ta tự làm lợi lạc cho bản thân mình thôi. That means our meditation teaching that taught by Bodhisattva, taught by Buddhas, taught by such a great practitioners, we use these teachings in our gadget, like shoe, like phone, like cloth. How? Our mind, our heart is not kind. How much we learn meditation? The same meditation you use as a self-improvement item. Do vậy mà nếu chúng ta không có một cái tâm từ ái thì tất cả những cái thực hành thiền mà chư Phật đã dạy, chư Bồ Tát đã dạy hay các bậc đạo sư đã dạy cho chúng ta chỉ coi nó như là một cái món đồ trang trí của bản thân thôi, giống như là cái điện thoại của chúng ta hay là một đôi giày đẹp của chúng ta thôi. Chứ còn khi mà chúng ta thực hành được với cái tâm từ ái thì chúng ta mới có thể mở ra được. Còn nếu không, mọi thứ nó chỉ là một cái sự chúng ta xây đắp, bồi dựng cho chính bản thân mình thôi. So, very important, the practicing, the kind practice. Do vậy, rất quan trọng để chúng ta thực hành cái pháp mà Thầy đã chỉ, tức là chúng ta dùng tay để chúng ta luyện tâm của mình, cái tâm từ ái của mình. That practice changes our meditation, not self-improvement. Realization changes. Chỉ cái thực hành đó thôi cũng có thể giúp cho chẳng hạn như cái pháp thiền của chúng ta nó không chỉ là dành cho bản thân mình mà nó hoàn toàn chuyển hóa được mình là để đạt được giác ngộ. Very nice ground, very beautiful soil. Now we need to have good seed. Chúng ta đã có một nền tảng tốt, một mảnh đất màu mỡ, thì điều chúng ta cần bây giờ là một hạt giống tốt. You know what is that seed? Mọi người biết hạt giống này là gì không ạ? It's our own mind. Chính là cái tâm của chúng ta. So now, see, when we meditate, we never learn one thing. Now I'm teaching something different. I've seen many people, they don't do. My Sifu teach me to do is I have eye to see you, but I need to use mirror to see my face. Thì chúng ta hành thiền thì Thầy thấy có một điều mà mọi người không thực hiện. Và cái điều này Thầy sẽ chỉ cho mọi người. Đây chính là cái điều mà chính bổn sư của Thầy đã dạy cho Thầy. Tức là chúng ta có đôi mắt để quan sát những người khác, nhưng mà chúng ta cần cái gương để chúng ta nhìn lại bản thân mình. That means our mind is completely sync with our eye. Bởi vì cái tâm chúng ta nó luôn tích hợp vào với cái ánh mắt của chúng ta, cái tâm nhìn của chúng ta. Angry eye. Khi tâm chúng ta sân thì có đôi mắt chúng ta cũng sân. Jealousy eye. Khi chúng ta đố kỵ thì đôi mắt của chúng ta cũng đố kỵ. Jealousy eye. Very desire eye. Khi đôi mắt tham muốn, khi cái tâm tham muốn thì đôi mắt chúng ta cũng rất là tham muốn. Stupid eye. Khi cái tâm chúng ta ngu ngốc thì đôi mắt chúng ta cũng ngu ngốc. You explain, they don't understand.
Chẳng hạn như khi chúng ta giải thích một cái gì đấy mà người ta không hiểu, chúng ta có thể thấy đôi mắt của họ như thế nào? You understand? Our mind is completely synced with our eye. Tức là tâm chúng ta luôn đi cùng với ánh mắt của chúng ta. How much we learn to reflect, see your own, how I behaving in my physical, how I'm behaving my speech, how I'm behaving my mind. Do how many times you check? Not many. Mọi người cứ thử nghĩ xem có bao nhiêu lần chúng ta tự ngồi, chúng ta tự quan sát, tự đánh giá lại cái hành động của mình, cái suy nghĩ, của lời nói của mình, cái suy nghĩ của mình. Bao nhiêu lần? So I tell you issue that many people face. Do vậy thầy sẽ chỉ ra một cái vấn đề mà tất cả chúng ta đều gặp phải. The issue is, Rinpoche, how to maintain my practice? How to motivate my practice? Và chúng ta sẽ hỏi rằng là Rinpoche, làm sao để con có thể duy trì được các thực hành của mình? Làm sao để thực hành của con có thể tinh tấn được? These both struggle, the both struggle can go disappear when you learn before meditation, in the meditation, after the meditation, learn to sing your mind to reflect. Now I teach you what to reflect, but first learn to reflect. Do vậy mà chúng ta luôn vật lộn với các cái yếu tố này, cái câu hỏi này. Do vậy mà trước khi hay là trong khi hay là sau khi chúng ta hành thiền thì chúng ta phải luôn tích hợp được những cái sự quán chiếu của mình. Và thầy sẽ giải thích cho chúng ta rằng chúng ta quán chiếu điều gì và quán chiếu như thế nào. What to reflect? First, reflect your body. Normally, I'm very tense. I, here, tense. Trước hết là chúng ta quán chiếu về thân mình. Cái thân chúng ta bình thường thì chúng ta luôn có gì đó rất là cứng nhắc, khiên cưỡng. Cái bụng dạ chúng ta cũng như vậy. Your speech, very fast and very sharp. Giọng nói của chúng ta cũng rất là nhanh nhẩu và rất là mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Dập ngồi. Oi oi. Yeah. Wait. No time to think. Your mouth already so fast, you're not thinking. Like that. Và chúng ta có cái mà thầy nói là miệng nhanh hơn não đấy. So I teach you how to reflect example. Và thầy sẽ chỉ cho mọi người cách chúng ta quán chiếu những cái ví dụ để chúng ta quán chiếu. Quán chiếu. When I'm in Hanoi, walking on the street, so many motorbike. My student say, Sifu, when you cross, don't run. Don't do like this. Slowly. Go forward. So all motorbike know how to. My student teach me. And in Hanoi, when I go, exactly true. Everybody know how to. Go. That is how to reflect. You go. You aware your body, you aware the place. Exactly like this when you meditate, before meditate, in meditation, after meditation, like how you cross Venami Road.
Tức là khi thầy ở ngoài Hà Nội ấy, tức là thầy có đi dạo và đi cùng các đệ tử, thì mỗi khi mà thầy mà qua đường thì các đệ tử của Việt Nam chỉ cho thầy cách qua đường, tức là dặn thầy rằng là trước hết là thầy đừng có bất chợt thầy nhảy ra hay là thầy lưỡng lự tiến lùi, mà hãy đi thẳng, đi chậm nhưng mà đi thẳng. Và thầy thấy rõ ràng là nó cái việc làm như thế rất là chuẩn, bởi vì là thầy cứ đi thẳng và thầy tự thấy xe nó tự lách ra, chỉ việc đi thẳng thôi, không lưỡng lự, không né tránh, không nhảy nhót gì cả, cứ đi thẳng thôi là tự xe nó sẽ né. Do vậy mà thầy bảo là đó chính là cách mà chúng ta quán chiếu trước, trong hay sau thiền, chúng ta quán chiếu như vậy, chúng ta quán chiếu như cách mà chúng ta qua đường ở Việt Nam, chúng ta tập trung vào thân mình và cái môi trường xung quanh mình. Hiểu không? When you cross the road, how clever, how reflect you are. Khi chúng ta qua đường thì chúng ta càng thông minh thế nào thì chúng ta càng qua đường được tốt như thế. When you do meditation, you do like this, no clever. Thầy bảo là khi chúng ta hành thiền thì chúng ta hành thiền một cách không thông minh chút nào cả. How many year meditation? 4 year. What happened? I don't know. What is this answer? I don't know. Now you ask me, Sifu, you meditate? I say, yes. What happened? I can say, first I'm very angry, very short temper, I punch the wall. After 1 year later, I don't punch. Before I'm angry, now I'm not angry much. Before I hate people, hate. I worried that I forget that person. That much hate I have, now I don't. Before I have jealousy, now I don't have that much. So I can say, meditation is so dynamic. It's always improvement, always in getting something improved. It's not dry. It's very rich. How? You need to learn to reflect. And what to reflect. And how to reflect. These three key. Bởi vì chúng ta hành thiền một cách không thông thái chút nào cả, nên là chẳng hạn như có người hỏi rằng là anh hành thiền được bao lâu rồi? Tôi hành thiền được 4 năm rồi. Thế anh đã đạt được cái gì? Tôi không biết. Tức là chúng ta hành thiền một cách không thông thái nên chúng ta không biết là mình đạt được cái gì cả. Do vậy mà nếu mà có ai hỏi thầy rằng là thầy có hành thiền không? Chắc chắn là có. Và thầy đạt được cái gì thì đơn giản thôi. Tức là chẳng hạn trước đây thầy rất là nóng tính. Thầy chẳng hạn có nhiều lúc bực tức thì thầy có thể đấm vào tường. Thì sau 1 năm thầy không đấm vào tường nữa. Hay là chẳng hạn có những người rằng là thầy rất là ghét. Ghét đến cái mức tức là thầy chỉ sợ là thầy quên mất người đó. Đến cái mức mà thầy ghét đến như vậy. Nhưng mà sau khi hành thiền thì thầy không còn ghét nữa. Hay là thầy đố kỵ với một ai đó thì sau khi hành thiền, sau thời gian hành thiền, thầy không còn đố kỵ với họ nữa. Và thầy nói rằng là thầy có thể nhận thấy rằng thiền là một cái phương pháp nó rất là linh hoạt, nó không hề khô khan chút nào. Nhờ những cái pháp thiền mà có thể thầy có thể cải thiện được chính bản thân mình. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là chúng ta phải biết là chúng ta quán chiếu điều gì và quán chiếu như thế nào. Start reflect from the physical, how you react with other, then you go with your speech, then you go with your mind. From gross to subtle to subtle. Thì đầu tiên là chúng ta hãy quán chiếu về những hành động của mình, tức là về thân của mình, về những hành động của mình, về cư xử của mình với người khác. Sau đó là đến lời nói của mình với người khác, rồi đến những suy nghĩ của mình với người khác, tức là chúng ta bắt đầu theo từng cấp độ, từ cấp độ thô cho đến các cấp độ vi tế hơn. You can check anger. Mọi người có thể kiểm tra thứ nhất là cái sự sân hận của mình. Anger is like a baby.
Sân hận thì nó giống như là một đứa trẻ. Very loud. Rất là ầm ĩ. But easy. Nhưng mà chúng ta dễ xử lý nó. Jealousy. Về sự đố kỵ. Like a teenager. Giống như là một đứa trẻ mới lớn. Little complicated. Một chút rắc rối. Pride. Ngã mạn. 25 years old. Giống như là một con người 25 tuổi. Young man. Một người thanh niên trẻ. Young girl. Một người con gái trẻ. Attachment. Sự tham luyến. It's like a becoming father, becoming mother. Giống như trở thành cha hay mẹ. Ignorance. Sự vô minh. It's like an old man, old woman. Giống như một người đàn ông hay người phụ nữ lớn tuổi. So, many of us dealing with anger is actually easiest. Và trong nhiều người chúng ta, chẳng hạn khi chúng ta có cái sân hận đi, thì bảo đấy là cái sân này nó cũng đơn giản thôi. Looks very difficult. Trông thì có vẻ khó. So now, many of us, I don't want to make complicated to Venami Sangha. Thật ra thì thầy không muốn giảng quá phức tạp đối với tăng đoàn chúng ta. I don't want to make complicated. Thầy không muốn phức tạp hóa. But what to do? Our mind is complicated. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái tâm của chúng ta là phức tạp. So you have no choice. Do vậy mà chúng ta không có sự lựa chọn. You need to understand these 5 negative emotions. Chúng ta phải thấu hiểu về 5 xúc tình phiền não này. Normally, I don't want to give numbers. To remember this, I don't like to give. Because many times, you have no time to remember. Bình thường thì thầy không muốn cho mọi người con số đâu, bởi vì chúng ta nhiều khi bận rộn và nghĩ đến con số, chúng ta cũng không nhớ hết được. But these 5 poison, you must know. Tuy nhiên là 5 cái ngũ độc này hay là 5 xúc tình phiền não này là chúng ta phải nhớ. Like when you go in the forest, which snake have more poison, which snake is no poison? You need to know. Giống như là khi chúng ta nhìn thấy những cái loại rắn thì chúng ta phải hiểu được loại rắn nào độc và loại rắn nào không. Now, so, number one. Số 1 là anger. Sân, sự giận dữ. Anger. Giận dữ. Anh hiểu không? Giận dữ. Jealousy. Đố kỵ. Hiểu không? Đố kỵ. Pride. Ngã mạn. Hả? Sự kiêu mạn đấy. First we look at the shoe. Chẳng hạn như khi chúng ta ngó đến một đôi giày nào đó. Then look at the watch. Chẳng hạn chúng ta ngó thấy đôi giày của họ rồi cái look đồng at the hồ bag. Của họ. Look at the bag. Rồi túi sách của họ. Then we should look down or look straight or look up. Rồi sau đó chúng ta nhìn xuống, nhìn ngang hay nhìn lên. Thì xuống, nhìn lá, nhìn lì. Bag, small. Chẳng hạn như cái túi sách nó hơi nhỏ. Hơi nhỏ. Then you look down. Chúng ta bắt đầu coi thường. Okay, bag. Cái túi đấy cũng tạm được. Then, hello. Now very expensive bag. Thầy đang diễn tả cách ăn nói, chẳng hạn khi chúng ta ai đó cầm một cái túi rất là bình thường thôi, chúng ta nói chuyện bình thường, nhưng mà ai đó cầm cái túi đắt tiền thì chúng ta gọi là chúng ta giống như su nịnh ấy, chúng ta ăn nói chúng ta giống như kiểu su nịnh đối với họ. Hiểu không? This is number 3. Number 4 is little difficult.
Số 4 là một cái yếu tố rất là khó. It's quite difficult, the number 4. Attachment. Đó là sự bám luyến. Clinging. Dính chấp. Me. Tôi. Tôi. My. Của tôi. Tôi. Của tôi. Của tôi. Hả? Tôi. Của tôi. Của tôi. Cô tuổi. Hiểu không? Tôi rồi. Tức là tôi. Ôm mà nếp bê mê hông. Tôi mà nếp bê mê hông. Nó ôm mà nếp bê mê hông. Tôi mà nếp bê mê hông. Nam mô A Di Đà Phật. No nam mô. Nam mô Tôi Đà Phật. Nam mô Tôi Đà Phật. Chắc em không phải dịch đúng không ạ? Now that is very difficult. So I should say this, but it's not easy for me too. So it's very hard. Bởi vì cái yếu tố dính chấp tham luyến này nó cũng rất là khó ngay cả với bản thân thầy. So I just leave it there. Nên tạm thời thầy cứ để nó sang một bên. Now the last one called ignorance. Và cuối cùng đó là sự vô minh. Vô minh. Ta thấy những cái ô xiên của tôi. Now, sư phụ tôi big. Sifu tôi become big. Lúc này how does it big? Lớn. Sifu tôi lớn. Pride go up. Giống như là mình có một vị bổn sư gọi là bậc thượng thủ, là mình giống như là mình có cái ngã mạn là thầy tôi là người rất là tuyệt vời. So ignorant is very interesting. Ignorant, I like to divide it to three. Sự vô minh thì thầy muốn chia nó làm ba yếu tố, ba khía cạnh. First, ignorant is not seeing your action, your verbal, your physical action. You're not seeing that is actually bad, and you're not seeing like blind spot. Everybody have blind spot. That is ignorant. Cái sự vô minh đầu tiên đó chính là chúng ta không để ý về những cái hành xử xấu của mình trong lời nói, trong hành động của mình. Nó giống như là có một cái điểm mù mà ai cũng có. How many of our family members, friends, they go through loneliness, angry, hatred, depression. You tell them, don't be sad, don't depress. Like this, they don't see themselves how much they go into the circle. That is the ignorant. Chẳng hạn khi chúng ta có người thân hay bạn bè mà ở trong cái hoàn cảnh đang rất là gặp những cái chuyện buồn, những chuyện xấu, mặc dù kể cả chúng ta nói là thôi đừng buồn nữa, thôi hãy vui lên chẳng hạn, nhưng mà họ vẫn càng khóc lóc, càng buồn bã, bởi vì là chính bản thân họ không thấy được mình đang ở trong hoàn cảnh nào. So for me, I took many years to see improve ignorance. Và thầy mất rất nhiều năm để có thể cải thiện được cái vấn đề này. Still, I can see ignorant habit. Và ngay cả bây giờ thầy vẫn thấy được những cái thói quen, những cái thứ nó liên quan đến vô minh ở thầy. The second ignorant is in the mind, emotional. Cái khía cạnh thứ hai của sự vô minh đó chính là về những cái cảm xúc trong tâm của chúng ta. So, how to overcome that? You need to know what is anger, what is jealousy, through your experience. Then each time you get better. Thì để vượt qua được 5 cái độc này hay 5 cái xúc tình phiền não này thì chúng ta phải hiểu nó để chúng ta có thể vượt qua được. The third ignorant is a little bit difficult. Third ignorant is what we don't see our own nature.
cái sự vô minh, cái khía cạnh vô minh thứ ba nó rất là khó, tức là chúng ta không tự nhìn được cái tự tính tâm của mình như thế nào. So that I think little bit hard. Thì nghĩ rằng nó khá là khó với mọi người. So we have five poison. Vậy nên chúng ta có ngũ độc. Anger. Sân hận. We say, use five finger. Mọi người sẽ cùng nói ạ. Anger. Sân hận. Đố kỵ. Pride. Ngã mạn. Attachment. Tham luyến. Ignorant. Vô minh. Again, five times. Và chúng ta sẽ nhắc lại slowly. 5 lần. When you say, you reflect yourself. When you angry, okay? Chúng ta quán chiếu cùng lúc. Anger. Sân hận. You think when you angry. Và chúng ta suy nghĩ lúc chúng ta sân hận như thế nào? Just this morning I shout. Ngay sáng nay chúng ta đã vừa sân với ai đó. Anger. Jealousy. Đố kỵ. Pride. Ngã mạn. Attachment. Tham luyến. I attachment so many. Ignorance. Vô minh. Again. Chúng ta lại tiếp tục lại. Anger. Sân hận. Đố kỵ. Ngã mạn. Tham luyến. Vô minh. Again. Tiếp tục lại. Sân hận. Đố kỵ. Ngã mạn. Slowly. Tham luyến. Vô minh. When you say you need to check yourself too. No, not like that. You need to check yourself. No? Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta không chỉ nói ngoài miệng mà chúng ta phải tự quan sát bản thân mình. So this is how you check. Đây là cách chúng ta quan sát lại bản thân mình. When you should check? Khi nào chúng ta làm vậy? Before meditation. Trước khi bước vào hành thiền. Now, what is the way to check? What is the best way to check? Cách tốt nhất để chúng ta quan sát bản thân mình là gì? When you see some improvement, khi chúng ta thấy mình có cải thiện, you know, less, you know, improve, less, negative. You say, oh, Buddha, Guru, Bodhisattva, thank you very much. I dedicate this to all being. Chẳng hạn khi chúng ta thấy mình có những cải thiện, mình giảm bớt những cái ngũ độc này, thì lúc đấy chúng ta hãy nhắm mắt lại, chúng ta cầu nguyện rằng con xin tạ ơn chư Phật, chư Bồ Tát, các đạo sư, con xin gửi tới những cái điều tốt đẹp này tới toàn bộ chúng sinh. When you see no much improvement, you see more worse. All the Buddhas, Bodhisattvas, Gurus, please bless me to improve and may I can practice well to all the sentient beings, emotion and my reduce together. Like that. Khi mà chúng ta thấy bản thân mình trở nên tồi tệ hơn ấy, thì chúng ta hãy cố gắng khẩn nguyện đến chư Phật, chư Bồ Tát, chư Đạo Sư rằng xin ban phước cho con, xin ban gia trì cho con để con có thể thực hành và có thể loại bỏ được những yếu tố này. Con và chúng sinh cùng loại bỏ được những yếu tố tiêu cực này. So don't judge yourself. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng phán xét bản thân mình. Don't look yourself down. Đừng tự coi thường bản thân mình. When you feel very proud, you say, "I have so much to improve." When you feel proud, "I have so much to improve." Khi chúng ta cảm thấy cứ là có cái sự ngạo mạn, thì chúng ta nên nghĩ rằng là mình còn có rất nhiều điều cần phải cải thiện. I feel so bad. I'm no improve at all. Then you say yourself, no, much better than before. Before I don't see anger. Now
at least I see anger. I little bit improve. So you encourage. Hay là khi mà chúng ta cảm thấy rằng là ôi mình tồi tệ quá, mình tu tập mà mình chẳng cải thiện được gì, thì chúng ta phải hiểu rằng là ồ, mình cũng có cải thiện đấy chứ. Tức là trước đây mình không nhìn được cái sự sân hận của mình, thì bây giờ mình nhìn được, mình cũng có được một chút gì đó cải thiện. Tức là mình phải khích lệ được bản thân mình như vậy. So what I try to say now, what you need to take back today. Và thầy muốn nhấn mạnh những cái điểm mà mọi người cần lưu ý để về nhà có thể ghi nhớ. To learn to reflect. Học cách quan sát bản thân mình. Because your mind is the seed to grow. Bởi vì chính cái tâm ta chính là hạt giống nảy mầm. Happiness, suffering is the base in your mind. Hạnh phúc hay khổ đau đều đến từ tâm của chúng ta. So that's why we need to learn to reflect. Đó là lý do tại sao chúng ta phải học cách quan sát bản thân mình. When we don't do reflect, khi chúng ta không biết quán chiếu, then we do not know our practice in the right path or no. Khi chúng ta không biết quán chiếu thì chúng ta sẽ không biết con đường mình đi là đúng hay sai. Hiểu không? Long once upon a time. Ngày xưa. There was a lion and a dog. Có một con sư tử và một con chó. Okay? Then you take a stone. Và bạn nắm lấy một viên đá. Throw at the lion. Ném vào con sư tử. What lion do? Thì con sư tử nó sẽ phản ứng thế nào? Chase the stone. Đuổi theo viên đá. No. Không. Lion going to jump who throw the stone. Con sư tử nó sẽ nhảy vào vồ ai ném đá nó. Now you throw stone at the dog. Còn nếu bạn ném viên đá về phía con chó, dog chase the stone. Thì con chó sẽ đuổi theo viên đá. Until you don't reflect. Nếu bạn vẫn chưa quán chiếu, you are the once upon a dog, still dog. Thì con chó vẫn là con chó thôi. Thì con chó vẫn once con upon chó. A time you are dog, still you are dog. Once upon a time you are a dog, still you are dog. Tức là ngày xưa nếu bạn là con chó thì bạn vẫn là con chó thôi. When you learn to reflect, once upon a time you are a dog, now you are a lion. Và dog lion. Và tức là nếu mà chúng ta biết quán chiếu ấy, thì ngày xưa có thể chúng ta là con chó, nhưng bây giờ chúng ta là con sư tử. Color, look color, huh? See, like yellow, more lion color, see, duck color, dog color. Thầy đùa, thầy bảo tức là màu vàng thì tức là con sư tử, còn màu xám xám này giống như con cún á. My sifu, when he teach me meditation, và bổn sư khi thầy khi dạy thầy về thiền, he not teach only sit and focus. No, thầy không chỉ dạy bổn sư của thầy không chỉ dạy là ngồi và tập trung. He say meditation is like a very beautiful fruit tree. Mà thầy dạy rằng thiền là một cái cây ăn trái rất đẹp. You need to have good soil. Chúng ta cần một mảnh đất tốt. Rich soil. Một mảnh đất màu mỡ. Good seed. Một hạt giống tốt. Need to take care. Chúng ta cần phải chăm sóc nó. Grow. Để cây có thể sinh trưởng. Then the fruit come. Và trổ quả. Hiểu không? Oh. You don't reflect.
nếu chúng ta không quán chiếu. Once upon a time, dog, still dog. Thì ngày xưa nếu kiếp chúng ta là chó thì bây giờ chúng ta thì chúng ta bây giờ vẫn là chó. You reflect, once upon a time, dog, now become lion. Và nếu chúng ta biết quán chiếu thì ngày xưa kể cả chúng ta là một kiếp chó thì bây giờ chúng ta sẽ trở thành sư tử. The difference come from reflect. Cái sự khác biệt ở đây đó chính là việc chúng ta biết quán chiếu. You are your mind sync with your eye, dog. Your mind sync with the mirror to reflect, lion. Khi tâm chúng ta đi cùng với ánh mắt của mình ý, thì chúng ta là con chó. Còn khi tâm chúng ta đi cùng với tấm gương thì chúng ta là sư tử. Where you learn this? Khi chúng ta học được. In school? Chúng ta học được cái này ở university? Có học được ở trường, ở đại học không? We are belong to Buddha family. Chúng ta, bởi vì chúng ta thuộc về gia đình của chư Phật. We are belong to Bodhisattva family. Chúng ta thuộc về gia đình của chư Bồ Tát. We are belong to the great meditator family. Chúng ta thuộc gia đình của các bậc thiền giả lỗi lạc. We are belong to the lion family. Chúng ta thuộc về gia đình của những chú sư tử. But we are dogs. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn là chó. Any moment can change. Nhưng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Any second. Bất cứ giây nào. Can change. So don't forget where we belong. Do vậy đừng quên rằng chúng ta thuộc về đâu. For Vietnamese, your family is so important. Đối với người Việt chúng ta thì gia đình là rất quan trọng. Your ancestor so important. Tổ tiên của chúng ta là rất quan trọng. Every day you put joystick on the family ancestor. Ngày ngày chúng ta luôn thắp hương ở ban thờ tổ tiên đúng không? Because you are belong to them, them belong to you. Bởi vì chúng ta thuộc về tổ tiên và tổ tiên cũng thuộc về chúng ta. But when you offer the joystick to Buddha, you remember Buddha belong to us and us belong to Buddha. Tuy nhiên là khi chúng ta thắp hương cúng Phật thì chúng ta phải suy niệm rằng chúng ta thuộc về gia đình chư Phật và chư Phật thuộc về chúng ta. Now you think this way, inside your heart, you feel something growing. Và nếu chúng ta cứ suy niệm theo cách này thì dần dần trong trái tim chúng ta sẽ cảm thấy những cái điều khác biệt. You don't feel scared. Chúng ta không còn sợ hãi nữa. You don't feel lonely. Chúng ta không còn cô độc nữa. You don't feel failure. Chúng ta không cảm thấy thất bại nữa. Hiểu không? Oh, this is actually practice Dharma too. Và đó cũng chính là thực hành Pháp. Dharma is not always... No, how you think, how you reflect is actually one part of your practice. Do vậy, việc thực hành không chỉ là chúng ta cứ ngồi chúng ta trì chú thôi, mà cái việc chúng ta quán chiếu, suy niệm như vậy, đó cũng là thực hành Pháp. So after this break, this second break, what I try to highlight is two. Yeah, I say reflect and belong. This is the two. So what you need to note is this is the two thing you need to note. Vậy mà today my sifu teach me two things. Reflect, lion. No reflect. Do vậy mà sẽ có hai điều thầy nhắc lại để mọi người ghi nhớ trước khi chúng ta có một cái đợt giải lao ngắn nữa, tức là thầy đã dạy hai thứ. Một là chúng ta phải biết quán chiếu, quán xét về bản thân mình. Nếu chúng ta không biết quán, nhưng mà chúng ta biết quán chiếu, quán xét thì chúng ta là sư tử. Còn nếu không thì chúng ta chỉ là chó thôi. Còn thứ hai là chúng ta thuộc về gia đình của chư Phật. Có hai điểm này mọi người cần lưu ý. Second, remember we are belong to the family, to the Buddha, Bodhisattva and the great gurus. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng là chúng ta thuộc về gia đình của chư Phật,
chư Bồ Tát và các vị đạo sư. So, before we session this finish this today session, I'm going to give you two more important to bring back. Trước khi chúng ta kết thúc phần này, thầy sẽ chỉ dẫn cho mọi người hai điểm nữa để chúng ta có thể ghi nhớ. Our body posture. Thứ nhất là thân của chúng ta, về tư thế thân. So you can sit like a lotus. Chúng ta có thể ngồi tư thế liên hoa. Then good. Like this, whatever you stay. Hoặc là bất cứ cách nào mọi người đang you ngồi. You cannot sit lotus, sit on chair. Nếu không ngồi được theo tư thế liên hoa, chúng ta có thể ngồi trên ghế. Our tradition, my master say, you must have comfortable to your body. Bổn sư có dạy thầy rằng là trước hết là chúng ta cần một tư thế thoải mái. So we use two hand resting. We use two style. Có hai cách để chúng ta đặt tay. One is a unisex. Man, woman, no different. Một cách là không phụ thuộc vào giới tính, dù chúng ta là nam hay nữ, không quan trọng. That is, our knee is the fire. Our knee is the water. Our palm is the fire. So, putting the fire and water combination like that. That is the one unisex, man, woman, no different. Thì cái cách đầu tiên là chúng ta đặt bàn tay của mình lên đầu gối, thì thầy dạy rằng bàn tay là biểu tượng của lửa và đầu gối là biểu tượng của nước. Chúng ta đặt hai cái yếu tố này lên nhau. Thì đây là cái tư thế đặt tay mà không phụ thuộc vào giới tính, dù là nam hay nữ, không quan trọng. Chúng ta thư giãn đặt tay, không gồng người ạ. The second posture, man, woman, slightly different. Cái cách thứ hai thì nam giới và nữ giới có một chút khác biệt. Man, right hand up. Woman, left hand up. Nam thì tay phải ở bên trên, còn nữ giới là tay trái ở bên trên. Do thầy là nam giới nên là thầy sẽ đặt tay phải bên trên của tay trái. Còn nếu thầy là nữ giới thì thầy sẽ đặt tay trái bên trên tay phải. Nam tay phải trên, còn nữ thì tay trái bên trên. Hai ngón cái, hai đốt ngón cái chạm nhau. Giống như I love you, thầy làm cái biểu tượng. Hai ngón cái chạm nhau. So, what I should do with the eye? Còn mắt thì như thế nào? Normally, be close. Thường thì chúng ta nhắm. But good to slightly open the eye. Nhưng tốt hơn nếu chúng ta mở mắt một chút. Và miệng thì hơi hé mở một chút.
mouth, breathing from the mouth is very important key. Cái việc chúng ta thở qua miệng là một điều vô cùng quan trọng. Because our central channel not using right, left channel, we open the mouth, meaning slowly we using the central channel, the air. That means calm our mind a little bit faster. Bởi vì sát đạo hay là kinh mạch trung ương của chúng ta không liên quan tới hơi thở của lỗ mũi bên trái hay bên phải, cho nên việc chúng ta thở bằng miệng sẽ giúp cho tâm chúng ta nó an tịnh nhanh hơn. Second, now you difficult because the wind is in your eye. Normally, eye is the door of the fresh, clear. Bởi vì hiện tại là hơi khó cho chúng ta trong việc thực hành với mắt, bởi vì là hiện đang có gió, hai cái quạt nó thổi. Tuy nhiên là thầy nói rằng là cái đôi mắt của chúng ta rất là quan trọng, bởi nó giúp cho chúng ta tươi tỉnh, cái ánh mắt của chúng ta. So, when you look at the Buddha statue, the old statues, 1,000 years old, you know, 2,000 years old, you don't see Buddha eye close. Most Buddha eye open, and the mouth slightly smile. Như mọi người, nếu mà mọi người quan sát kỹ những cái bức tượng Phật cổ, kể cả 1.000 hay 2.000 năm, mọi người đều thấy là các bức tượng đều không nhắm mắt mà đều mở, hé mở, và miệng cũng hé mở cười. So the idea, the reason behind eye open, give you fresh. Mouth open because calm. So calm is one part, fresh is the second part. So that two part weak is important. Cái lý do như vậy là để thứ nhất là đôi mắt mở là để chúng ta có được cái sự tươi tỉnh, còn miệng hé mở là để chúng ta có được cái sự tịnh tâm. Thì có cả hai yếu tố này, tức là có được cái sự tươi tỉnh và tịnh tâm, thì đó là cái hai yếu tố quan trọng khi chúng ta hành thiền. Hiểu không? So our now the head, I see some people like this. What this is? You are not crane, you know, crane. You are not bird. What is this? Tiếp theo là cái. Don't do this. Our master 1,000 years ago, Bimala Mitra, master said, how you measure your body, straight, your nose, tip of your nose, and your navel is the measurement. Thì tiếp theo là cái phần tư thế cổ ấy, tại vì thầy có thể thấy một số người là cổ hơi ngửa ra. Thầy bảo thật ra chúng ta không phải là bồ nông, chúng ta cho nên là chúng ta phải cố gắng giữ thẳng. Thầy có dạy là ngài Vimalamitra là một trong các vị tiền tổ có dạy rằng là cái đầu mũi của chúng ta và rốn là phải thẳng hàng. Khi chúng ta mà lệch người thôi là chúng ta có thể thấy ngay sự khác biệt. Thế cho nên là cái quan trọng là chúng ta phải căn giữ đầu mũi và rốn để cho nó thẳng hàng khi chúng ta ngồi thiền, không ngửa. Có thể mọi người sẽ cảm thấy hơi đau lưng khi mới. You need to rest your back on your ass. Tức là chúng ta phải dồn cái trọng lực của lưng xuống mông mình. Don't push your back too much, then after half an hour you pain. Tức là chúng ta đừng có ưỡn người quá, không là chỉ nửa tiếng sau là chúng ta rất là mỏi. Don't hold your shoulder too tight, you feel tight in chest. Đừng có co vai quá, không là chúng ta sẽ cảm thấy căng ở ngực. You need to slowly relax. Nhẹ nhàng, thư giãn.
So body posture very important. Do vậy mà tư thế của cơ thể rất quan trọng. Yeah. So your homework. Do vậy mà bài tập về nhà của chúng ta. Go back. Khi về nhà. Khi về nhà. Then exhale. Hãy thanh tẩy hơi thở. Then all being happiness, all being free from suffering. Và chúng ta dùng tay nguyện cho chúng sinh đạt được hạnh phúc, nguyện cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Reflect. Rồi chúng ta quán chiếu. Then put your palm. Rồi đặt tay lên đầu gối. Or hay chúng ta đặt hai tay lên nhau. Slightly open your mouth. Miệng hơi hé mở. Eye open. Mắt hé mở. Just learn to sit correctly. Trước hết chúng ta hãy học cách ngồi cho đúng trước. They need to teach how to look. Need to teach how to focus. This I did not teach today. Body posture, many people fail. Thầy chưa dạy đến việc chúng ta quán chiếu hay là tập trung vào gì cả. Trước hết là chúng ta ngồi cho đúng đã. Nhiều người riêng cái việc ngồi đã sai rồi. How you measure your body? Cách chúng ta quan sát bản thân mình. Your tip of nose and your navel. Đầu mũi và rốn thẳng hàng. Hiểu không? Okay, this is for today. Chúng ta kết thúc ở đây.